khi nào ăn hàu thì bảo em nhá, hàu cực kỳ nhiều dinh dưỡng á, rất tốt cho cơ thể chị nhá. Anh chị nào lấy hàu thì em xịt sạch cho anh chị nhá, em bán giá sau khi xịt cực kỳ tiện lợi cho anh chị luôn ạ. Anh chị về chị đường được thôi. Anh chị có thể làm hàu tỏi chanh hoặc là nấu chảo hoặc là nướng, nướng phô mai, nướng mỡ hành, cực kỳ tuyệt vời luôn anh chị nhá. Hàu hôm nay rất là béo và rất là to ngon. Thế ai ăn hàu thì bảo em nhá, em cảm ơn tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình nhá.